Chào các bạn, sau đây cô sẽ cùng với các bạn giải bài tập số 6 sẽ khoa vật lý lớp 12 trang 49 để bài hỏi như sau. Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định và một đầu tự do. Cô cùng các bạn xem lại lý thuyết mà chúng ta đã học nào. Ở mục 2 nhỏ, sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Dễ dàng nhận thấy hay khác là dễ dàng thấy rằng điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định và một đầu tự do thì chiều dài của sợi dây phải bằng một số lẻ lần lambda trên 4, tức là L bằng 2K cộng 1 lambda trên 4. Các em để ý, đối với một đầu cố định, một đầu tự do thì đầu tự do của chúng ta luôn được coi là bụng, mà khoảng cách giữa một bụng và một nút thì luôn bằng lambda trên 4. Như vậy khi mà nẻ ra một lần lambda trên 4, nó mới được tính bằng số lẻ lần lambda trên 4 đó. Như vậy cô và các bạn có thể trả lời bài tập số 6 như sau. Chúng ta có điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định một đầu tự do. Là L bằng 2K cộng 1 nhân lambda trên 4. K của cô sẽ có thể chạy từ 0, 1, 2, 3 là những số nguyên dương. Và ở đây L là chiều dài của dây nhặng, số lẻ là lambda trên 4. Bài tập số 6 đến đây là kết thúc.